Xin chào, hôm nay tôi xin giới thiệu tiếp đến quý khách một dòng pin BOC khác nữa, đó là Maxell R6C. Thì viên pin Maxell R6C như tay tôi đang cầm đã được tích hợp sẵn đầu rắc màu trắng để cắm vào BOC, hai dây đỏ đen và chân viên pin có ghi rõ là Made in Japan, hãng sản xuất Hitachi Maxell. Đây là dòng pin lithium không sạc chuyên dụng cho nuôi nguồn BOC. Viên pin này có điện thế 3.6V, dung lượng 1800mAh. Trên thân pin có ghi rõ Maxell R6C. Đây là một viên pin lithium không sạc nhé. Viên pin này chúng tôi bảo hành sử dụng 1 năm tại công ty Tràng An. Xuất xứ của viên pin là tại Nhật. Để mua hàng xin vui lòng liên hệ số 0909911096 hoặc 0903352340, truy cập vào website www.pinnuinguon.com hoặc www.pinnuinguon.vn. Xin cảm ơn.